Nho Rồng xin chào các bạn. Hiện tại thì trời ở Tây Bắc đang rất là lạnh. Và đợt này thì Chanh quyết định là đi lên Sapa vào những ngày trời đổ sương dày đặc. Video ngày hôm nay thì sẽ là một hành trình rất là đặc biệt. Chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá một cây cầu treo dài và cao nằm khuất trong sương cực kỳ mãn nhãn. Chúng ta sẽ đi thăm một con suối khá là epic, nằm lặng lẽ dưới thung lũng, nơi mà chỉ có cây cỏ và chim muông. Chúng ta sẽ chạy lên đèo Ô Quy Hồ để ngắm mặt trời lặn vào lúc hoàng hôn. Và cuối cùng là sẽ tìm đến nhà của một người bạn mới mà Chanh mới gặp ở trên Sapa. Tại nhà của bạn này thì sẽ có những trải nghiệm rất là thú vị. Chính vì vậy, cả nhà nhớ đón xem đến cuối video nha. Chúa nhìn cái má nó ửng hồng đó. Đồng hành cùng Chanh trong chuyến đi này là A Chu, một người em mà mình vô tình hỏi thăm và gặp được ở thị trấn. A Chu là người Mông, sinh ra và lớn lên ở mảnh đất này, nên chắc chắn sẽ có rất nhiều điều hay ho để kể cho mình về mảnh đất và văn hóa của bạn, mình trộm nghĩ. Đợt này cũng có mấy người bạn ở thành phố lên chơi. A Chu vì vậy đã quyết định là đưa tụi mình lên đèo Ô Quy Hồ, một con đèo đẹp và epic bậc nhất ở Sapa cắt ngang dãy Hoàng Liên Sơn. Mùa này mà đi Sapa thì sẽ phải đối mặt với sự thất thường của thời tiết. Sáng thì nắng đẹp vậy, mà chiều thì sương mù đã đặc quánh rồi các bạn. Đợt này Chanh lên thì khá là lạnh, tuy nhiên cũng vì háo hức và muốn trải nghiệm, cho nên là cứ băng băng vượt sương trắng mà đi. Chạy một hồi lâu thì đã thấy mình qua Lai Châu khi nào chẳng hay cả nha. Hi, xin chào cả nhà. Hiện tại thì Chanh đang dừng xe lại ở trên đèo Ô Quy Hồ Sapa. Mình dừng xe là tại vì mình thấy mây bay trắng hết cả cái thung lũng trước mặt của mọi người. Quá là tuyệt vời. Cảm giác sao bây giờ? Nói chung là bình thường á, là Mifa chỉ làm beauty blogger thôi. Ngồi trong studio quay make up này nọ các thứ dễ thương lắm. Xong đi với Chanh La Cà xong bây giờ cái từ tay mọi người thấy một từ một bánh bèo mặc đồng lụa bây giờ. Thành xoa La Cà. Thành xoa La Cà. Nhưng mà Mifa cảm thấy là rất là vui, rất là xứng đáng. Xứng đáng với công sức bỏ ra. Chiều xuống khá là nhanh. A Chu đưa Chanh về lại thị trấn, đi dạo bộ một vài vòng ngắm thị trấn về đêm, trò chuyện cùng một vài người dân bản địa ở các bản lên đây buôn bán, trước khi về khách sạn đánh một giấc ngủ sâu cho hành trình dài ngày mai. Sáng hôm sau là một buổi sáng đầy sương, thức dậy từ khá sớm, Chanh theo chân A Chu xuống bản. Địa điểm đầu tiên mà A Chu đưa mình đến là một chiếc cầu treo cao ơi là cao, nằm ẩn mình trong sương trắng cực kỳ mãn nhãn. Nơi này thì không có nhiều người lui tới vì nằm cách thị trấn khá xa. Thực ra thì trước đây thì Chanh cũng có dịp đi xuống dưới chân cầu này để quay video rồi. Nhưng mà đợt đó thì trời nắng to, có thể nhìn tỏ được suối và rừng cây xung quanh. Khác với bây giờ, khắp nơi đều tràn ngập trong sương trắng, nhìn rất là ma mị và đẹp cả nha. Tính ra thì như này cũng hay nha. Còn suối này là suối cá. Người ta sẽ gọi là đây là suối cá. A Chu có kể lại là tuổi thơ của bạn lớn lên cùng cây cầu Lao Chải và ngọn suối cá này. Trước đây thì người ta di chuyển bằng một cây cầu nhỏ. Sau cây cầu bị mục cho nên là được thay thế bằng cây cầu này. Dưới cây cầu này thì có một ngọn suối và một cái đập thủy điện. Đây cũng là nơi mà những đứa trẻ hờ mong ở bản như A Chu thường ra bơi, đi nhặt củi khi mùa lũ về. Cứ như vậy, những đứa trẻ trong bản đã lớn lên cùng con suối và cây cầu này. A Chu và Chanh tiếp tục di chuyển vào bản Y Linh Hồ. Trước khi vào thăm nhà A Chu và đám con nít ở trong bản thì tụi mình có tạt ngang qua một cái suối đá rất là đẹp ở đầu bản Y Linh Hồ. Nếu như mùa này không có ruộng bậc thang thì thay vào đó sẽ có những cái rất là đặc trưng của Sapa. Ví dụ như là núi non trùng điệp này, rồi mây bay lượn ở trên những cái đỉnh núi rất là đẹp. Ngoài ra thì những con suối được bao phủ bởi những cái sương trắng mọi người cũng tạo nên những cái nét rất là đặc trưng của Sapa ở mùa lạnh. Nói chung là nhìn rất là đẹp và ma mị mọi người. Nhà của A Chu là một ngôi nhà nhỏ nằm trên một cái đỉnh đồi. Đường ở đây đang làm và rất là khó đi. A Chu có mượn cho mình một chiếc xe để về nhà của bạn. Ở đây thì có những hoạt động rất là thú vị đang chờ. Cả nhà cùng theo chân Chanh nha.
Hôm nay nấu gì anh chú? À, nấu rau. Rau à? Rau cải miếng. À. Em bé ăn quýt không? Chị cho này. Hey, chào hai trái nè. Cảm ơn chú. Ừ, chào con nha, bye bye. Ồ, dễ thương kìa. Mọi người đang xem kênh của đang xem video trên kênh của Chanh La Cà mà. Rồi. Rồi đó là bạn mang con dây sao mà đúng cái này bất trời. Người bạn 10 năm nữa chân cho nhau. Ngày nào em cũng phải đi xe qua. Thế à? Ồ, cái đường này đẹp quá ha. Ồ, nó trong ven luôn kìa. Đẹp ha. À, chỗ nhà ở đâu? Cái đường vào nhà của A Chu thì nó xấu và nó trắc trở y chang cái đường tình duyên của mình vậy các bạn. À, nói chơi thôi chứ còn một chút xíu nữa thôi là đến nhà của A Chu rồi. Cả nhà La Cà cùng với Chan vào nhà bạn làm cơm trưa để ăn cùng gia đình ha. Về nhà của A Chu. Bế thằng nhỏ một hồi thì A Chu và mẹ có rủ Chan ra vườn hái rau cải vô nấu cơm. Chan có xung phong đi phụ và sẽ nấu một món để đãi cả nhà. Đó chính là món gà kho gừng. Cả nhà cùng ra vườn hái rau và nấu cơm với Chan nha. Không bể bể như thế này đúng rồi. Oh. Wow, xịn. Rau cải này rau cải sạch ha. Người ta thường gọi rau cải nhiều nhưng mà thật ra nó là rau xinh. Cái này là rau cải người hái ngoài vườn về mình này. Đẹp mà. Rửa gừng và sắc ra để làm món gà kho gừng. À chua gà kho gừng nha. Rồi hả? Này nha. Mặt của chị đỏ hay là chị lên đây này? Ừ. Ôi trời ơi, hồi hai cái má nó hồng hồng như này, mé kia đó. Đây nha mọi người ơi, cha đang nấu một món tên là gà kho gừng. Không biết là ngon không mà thơm lắm đúng không? Ngon. Ngon nha cả nhà ơi. Ngon là Sài Gòn hay là Hà Nội? Cần đến Sài Gòn. Dở, lấy bụng chưa? Chưa. Rồi, sao nha mọi người ơi, đây là mâm cơm mà vừa nấu xong. Trong này thì có món này là món rau cải bát, cải bát. Trong này có cái sốt sốt lụa bát hả? Và gà kho gừng, có trứng chiên của bạn cô. Bác nấu cùng chưa bác? Chưa. Dạ, con mời ăn một nghe. Đây là gà kho gừng mọi người thấy không? Ngon. Được không? Được không? Ngon chưa ăn mà kêu ngon rồi. Ăn rồi. Sao? Sao? Gà
này là gà ta, thử xem có ngon không, gà thành phố không? Yeah. Em nấu là ngon rồi đó. Bây giờ thích ở Sài Gòn hơn hay là thích ở đây hơn? Nói chung là ở đâu cũng thích. Ừ. Một cái hay đi. Mở Sài Gòn thì A Chu sẽ thích ăn món gì? Món gà kho, thịt kho. Ừ. Ở trong Sài Gòn có đi chơi này kia không? Có đi nhà thờ này chơi không? Dạ, có. Có hả? Còn một là Chủ nhất cả cũng đi chơi thôi. Ừ. Và nói chung là Sài Gòn em thấy nhiều. Sau khi ăn cơm xong thì Trần có theo chân tụi nhỏ ra sau nhà chơi. Trần có mua tặng cho tụi nhỏ mấy cái áo khoác, bởi vì mùa này ở trên này thời tiết đang rất là lạnh cả nhà. Chơi xong thì còn được tụi nhỏ hát tặng cho mình một bài hát bằng tiếng Hà Mông rất là dễ thương. Cả nhà cùng nghe thử nha. Ngày xưa mình có lên á, sau đó mình có gặp một nhóc rồi này, tên là Trứ, một cái clip mà năm ngoái lên. Trong mấy đứa nhóc ở đây thì mình quý thằng cu Trứ nhất. Thằng nhỏ nghịch nhưng mà cũng đáng yêu quá trời luôn. Trời ơi, lớn rồi hả? Nhớ chú không? Cười cái khác luôn à? Khi nào mọi người có đi Sài Gòn bao giờ chưa? Chưa hả? Khi nào có gì đi Sài Gòn thì nhắn con nghe. Vỗ tay hay quá. Lên Sapa nhiều lần, Chanh nhận thấy một điều rằng là Sapa mỗi mùa thì sẽ có một cái hay riêng cả nhà nha. Ngoài những điểm đến quen thuộc xung quanh thị trấn như là nhà thờ đá Sapa, hay đi xa ra một chút như là khu tu viện bỏ hoang của các nữ tu sĩ ở xã Tả Phìn, thì Sapa cũng giữ cho mình sự trầm mặc đặc trưng bởi không khí lạnh và sự tịch liêu của mình mỗi độ đông sang. Còn nếu như mà có dịp lên đây vào mùa hè á, thì cha lại thích những cái ruộng lúa bậc thang bạc ngàn, đẹp ơi là đẹp cả nhà. Đi trên đường mà ngửi thấy cái mùi lúa non nó phất lên á, rất là thơm. Và lúc nào cũng vậy, khi mà lên đây thì cha đều tranh thủ đi sâu vào các bản xa một chút để gặp gỡ và trò chuyện với lại bà con. Và chắc chắn cái việc đó thì nó sẽ giúp cho chuyến đi của cha có thêm nhiều kỷ niệm và đáng nhớ hơn. Và nếu như mà có dịp thì mọi người hãy thử đi sâu vào các bản xa giống như cha xem thử sao các bạn nha. Chanh cũng xin dừng vlog hôm nay là tại đây. Tính ra thì Chanh cũng lên Sapa được khoảng 6-7 lần rồi. Mỗi lần là mỗi trải nghiệm thú vị khác nhau. Và chuyến đi này thì có lẽ sẽ không trọn vẹn và đặc biệt nếu như không có A Chu, cậu em người Hà Mông xa lạ nay đã trở thành bạn. Cảm ơn A Chu đã dẫn Chanh đi khám phá đèo Ô Quy Hồ, ngắm mây trắng bay ngập núi, đi xuống cầu Lao Chải ngập trong sương trắng đầy epic và mãn nhãn, vượt những con suối ở bản Y Linh Hồ đầy ma mị và đẹp mắt. Và chắc chắn rồi, sẽ không thể thiếu những trải nghiệm rất vui và thú vị tại nhà của A Chu cùng mọi người ở trong gia đình. Đói bụng chưa? Dạ chưa. Chưa. Em nấu là ngon đó. Nho Ròn, nơi này thì rất là thú vị. Nếu có dịp thì mời bạn đến Sapa. 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 Xin chào. Nếu như xem video thấy thú vị thì cả nhà giúp Chanh chia sẻ cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ Chanh có thêm động lực. Các bạn nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong các video sau.